Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít tại khu vực miền Đông trưa ngày 21 tháng 10, 2024 giá giảm. Tại khu vực Tiền Giang mít nhất 30, mít nhì 20. Kem nhất 18, kem nhì 13, kem ba là 7.000 và mít chợ là 5.000. Ở khu vực Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 29, mít nhì 19. Kem ba 17, kem nhất 17, kem nhì 12, kem ba là 6.000 và mít chợ là 4.000. Khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang mít nhất 28, mít nhì 18. Kem nhất 16, kem nhì 11, kem 3 là 5.000, mít chợ 3.000. Vĩnh Long và Trà Vinh mít nhất 28, mít nhì 18. Kem nhất 16, kem nhì 11, kem 3 5.000, mít chợ 3.000. Ở khu vực Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất còn 14, mít nhì 9.000, mít chợ 5.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất 15, mít nhì 10.000, mít chợ 5.000. Ở Tây Nguyên mít nhất 14, mít nhì 8.000.